Thưa quý vị, khi Peter Đại đế thành lập Hải quân Nga cách đây gần 350 năm, mục tiêu của ông ta là đưa Moscow trở thành một đối thủ của các đế chế châu Âu lớn như Anh và Pháp. Tuy nhiên, hiện nay Hải quân Nga đang trong tình trạng tàn tạ và hy vọng của ông Putin vào việc xây dựng một đế chế mới để cạnh tranh với đế chế của Peter Đại đế đã bị phá hủy trên chiến trường ở Ukraine. Hạm đội Biển Đen đã mất ít nhất 7 tàu, và căn cứ chính tại Sevastopol đã bị các vụ nổ tàn phá nặng nề. Sự nhục nhã nhất là chứng kiến xoáy hạm có tên là Moskva bị Ukraine đưa xuống đáy biển, trong khi Ukraine không có tàu chiến hoạt động nào. Hiện nay, hạm đội hoặc những gì còn lại của nó đang phải lẫn trốn sâu Crimea nơi ở ngoài tầm hỏa tiễn của Ukraine, trong khi Nga vẫn phóng hỏa tiễn vào dân thường, nơi không có sự phòng vệ. Đây là câu chuyện về cách lực lượng Ukraine đã khiến Nga vốn là một cường quốc trên sân khấu thế giới, nhưng nay phải vật lộn để duy trì tồn tại. Một vài giờ sau khi ông Putin tuyên chiến với Ukraine, Hải quân Nga đã bắt đầu hành động, phóng một loạt hỏa tiễn vào các căn cứ không quân và trạm radar, trong khi xe tăng của Nga tiến vào Ukraine. Một cuộc tấn công do tàu Moskva dẫn đầu đã chiếm đảo rắn. Đây là hòn đảo tuy nhỏ nhưng có tính chiến lược nằm gần bờ biển biển đen của Ukraine. Tàu này cũng đóng cửa các tuyến đường thương mại đắt giá trên biển. Một cuộc tấn công khác thông qua biển Azov đã đưa hàng nghìn binh lính đổ bộ vào cảng Berdyansk trước khi tấn công Mariupol. Trong khi đó, một cuộc tấn công thứ ba đang được chuẩn bị vào thành phố cảng quan trọng của Ukraine là Odessa. Bên cạnh đó, Kyiv đã buộc phải đánh chìm tàu chiến duy nhất của họ, tàu Mika, để ngăn nó rơi vào tay Nga. Điều đó khiến Ukraine chỉ còn một số lượng nhỏ tàu tuần tra để chống lại sức mạnh của hạm đội biển đen Nga. Tuy nhiên, hải quân Nga nhanh chóng gặp phải vấn đề. Vấn đề đầu tiên xuất hiện tại Berdyansk, nơi một nhà tuyên truyền chiến tranh Nga vô tình tiết lộ vị trí của các tàu vận chuyển, đang thả binh lính và xe tăng để tiến công vào Mariupol. Cảnh quay về các tàu tại cảng đã được phát sóng trên truyền hình nhà nước và vào ngày 24 tháng 3, chỉ sau vài ngày, Ukraine tấn công chính những tàu đó bằng một hỏa tiễn đạn đạo. Cảnh quay được ghi lại trong những giờ sáng sớm cho thấy một tàu chở hàng có tên là Saratov bốc cháy và nổ tung trong khi hai tàu khác tháo chạy tàu Saratov cuối cùng đã chìm xuống đáy cảng và không thể sử dụng được nữa trong khi các tàu khác Sevastopol và Novorossiysk bị hư hỏng nặng đó không phải là lần đầu tiên và cũng không phải là lần cuối cùng tàu của nga bị hỏa tiễn của ukraine tấn công Video khác được quay gần Mariupol cho thấy cách mà lực lượng đất liền của Ukraine đã tấn công một tàu tuần tra bằng một hỏa tiễn chống tăng trong những ngày đầu của cuộc chiến. Cảnh quay được ghi lại từ một máy bay không người lái Bayraktar đã tiết lộ rằng hai tàu tuần tra Nga khác đã bị phá hủy vào đầu tháng 5 gần đảo rắn, nhưng những tàu đó không gì so sánh được với cuộc tấn công diễn ra vào buổi chiều sớm ngày 13 tháng 4 cách bờ biển Odessa khoảng 75 dặm. Moscow là tàu mẹ của hạm đội biển đen nga được giao nhiệm vụ chỉ huy và bảo vệ phần còn lại hải quân của Putin ở Ukraine, xây dựng bởi Liên Xô vào những năm 1970. Nó có một đội ngũ gần 500 người và trang bị với hệ thống pháo chống máy bay, hỏa tiễn chống tàu, đạn lãm và đa hiện đại. Nó nên là một tàu không thể chìm. Nhưng sau hơn 4 giờ chiều vào ngày định mệnh đó ukraine đã xoay sở để đánh trúng nó bằng hai hỏa tiễn neptune tự chế gây ra thiệt hại thảm khốc những hỏa tiễn xé toạt phần giữa tàu làm cho nó chìm dưới mực nước phá hủy trung tâm chỉ huy và gây ra một vụ hỏa hoạn lớn dưới tàu moscow chìm vào ngày hôm sau trong quá trình kéo về cảng và được cho là kéo theo hàng trăm thành viên thủy thủ đoàn trên tàu cùng thiệt mạng Nga đã buộc rút phần còn lại của hạm đội khỏi bờ biển Ukraine để bảo đảm an toàn cho họ. Điều này dẫn đến việc mất đảo rắn hai tháng sau đó. Mọi hy vọng tấn công Odessa đã phải bị hủy bỏ và tình hình không có cải thiện kể từ đó. Ukraine đã liên tục tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào căn cứ hải quân biển đen ở Sevastopol bằng đường thủy và đường không. Một cuộc tấn công gây ấn tượng vào tháng 10 năm ngoái được ghi lại trên video Ukraine được cho là đã gây thiệt hại cho tàu Admiral Makarov, con tàu thay thế cho Moscow để đảm nhận vai trò đầu đội hạm. Và một cuộc tấn công khác vào tháng 4 đã gây ra những vụ nổ lớn trong cảng. Cuộc tấn công thứ hai vào cuối tháng 5 đã cho thấy ba xuồng máy không người lái mang bom tấn công tàu chiến Ivan trên Biển Đen. Đoạn video cho thấy một chiếc bị nổ tung, trong khi một chiếc khác đã va chạm vào thân tàu, nhưng chỉ gây ra thiệt hại tối thiểu trong khi đó, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và hỏa tiễn có tầm bắn xa chỉ cách thời điểm đó vài tuần đã làm nổ tung các sân bay và kho đạn ở Crimea và gây ra một vụ cháy lớn tại kho nhiên liệu. Ukraine cho rằng hạm đội biển đen phần lớn đã bị bỏ lại cảng nhà và di chuyển đến Novorossiysk để tránh bị nổ tung. Các tàu và tàu ngầm của Nga đã phải nấp sau Crimea, trong khi tiến hành các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn vào Ukraine nhằm tránh bị nhắm mục tiêu. Tất cả những điều này đặt ra câu hỏi, tại sao hải quân Nga lại hoạt động kém hiệu quả như vậy? Một câu trả lời là vấn đề tiền bạc. Kể từ năm 2014, Nga đã buộc phải cắt giảm hàng chục tỷ đô la trong ngân sách quốc phòng do các lệnh trừng phạt của phương Tây, cuộc khủng hoảng kinh tế và tác động của đại dịch COVID-19. Không muốn hy sinh quân đội lục quân hoặc không quân của mình, nhiều phần cắt giảm đã ném vào hải quân. Nguyên nhân thứ hai nằm ở các xưởng đóng tàu cũ kỹ của nước này. 70% trong số đó được coi là lạc hậu từ năm 2013, ngay trước khi việc cắt giảm ngân sách bắt đầu. Trong thập niên qua, Nga chỉ sản xuất được 1 phần 3 số tàu tuần dương mới mà Điện Kremlin muốn và chỉ 1 phần 5 số tàu tuần tra mới. Thay vào đó, hải quân đã buộc phải cải tiến các tàu chiến thuộc thời kỳ Liên Xô như Moscow bằng công nghệ mới để duy trì hoạt động của chúng. Nhưng ngay cả điều đó cũng đã trở nên quá khó khăn và quá đắt đỏ. Trước khi bị chìm, tàu Moskva được trang bị một hệ thống radar mới có thể ngăn chặn cuộc tấn công của hỏa tiễn Ukraine, nhưng việc nâng cấp đã không được tiến hành. Trong khi đó, con tàu biểu tượng của hạm đội Bắc Cực Nga mang tên Peter Đại Đế đang đối diện với nguy cơ bị vứt bỏ vì việc nâng cấp tàu này quá đắt đỏ. Điều này đã xảy ra sau khi con tàu chị em của nó, Admiral Nakimov, được kéo đi để sửa chữa vào năm 1999 hơn hai thập niên sau đó, con tàu này vẫn chưa trở lại phục vụ. Và sau đó, có hàng không mẫu hạm duy nhất của Nga, Admiral Kuneshov, đã được đưa đi sửa chữa vào năm 2018. Nó đã bị cháy hai lần và chìm vào cầu cạn nơi nó đậu. Tàu Kuneshov sẽ ít nhất không trở lại hoạt động trước năm 2024 với tư cách là quốc gia lớn nhất thế giới, kéo dài qua 11 múi giờ và có 14 biên giới đất liền, sự sinh tồn của hải quân Nga chưa bao giờ quan trọng như bây giờ. Tuy nhiên, hải quân Nga mang tính biểu tượng cao, cho phép Moscow thể hiện sức mạnh xa tới châu Âu và đặt nó cung cấp với những đối thủ cường quốc khác hiện tại cả hải quân và nga đều trở thành bản sao mờ nhạt so với quá khứ bị xúc phạm bởi ukraine bị tê liệt vì lệnh trừng phạt từ phía phương tây và đang vật lộn để tồn tại trừ khi ông putin thay đổi hướng ngay lập tức nếu không cả hai có thể chìm vào quên lãng mà không để lại dấu vết